Nhận định Arsenal với Olympiacos 0 giờ 55 phút ngày 19 tháng 3. Chiến thắng ngay trên đất Hy Lạp trước Olympiacos Piraeus ở vòng 16 đội Europa League vừa rồi tiếp tục được Arsenal tô điểm thêm bằng một chiến thắng vô cùng xứng đáng trong trận derby Bắc London với Tottenham tại EPL ngay sau đó. Rõ ràng sự hưng phấn đang lên quá cao sẽ giúp cho pháo thủ tiếp tục thể hiện được sức mạnh của mình trước Olympiacos Piraeus ở lần tái đấu tại Emirates sắp tới. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thời gian gần đây, Arsenal đang thể hiện được một phong độ khá tốt, đặc biệt là sau chiến thắng 2-1 trước Tottenham tại ngoại hạng Anh. Đây cũng là chiến thắng thứ tư trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường của phái thủ. Về phía đội khách, Olympiacos tại giải vô địch quốc gia Hy Lạp vẫn giữ được sự độc tôn của mình. Thầy trò huấn luyện viên Pedro Martins vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng tổng sắp. Phong độ của đội bóng này cũng tạm ổn khi 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Olympiacos mang về 3 thắng, 1 hòa còn lại là 1 thất bại, bị dẫn trước 1-3 ở trận lượt đi. Vì thế nhiệm vụ ở trận lượt về này của Olympiacos khó hơn vạn phần. Để giành chiếc vé đi tiếp tại Europa League lúc này là mục tiêu quá khó. Nhận định Arsenal với Olympiacos, thành tích đối đầu giữa hai đội trong quá khứ nghiêng về Arsenal. 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Arsenal đã 3 lần đánh bại Olympiacos. Trận này thầy trò huấn luyện viên Arteta chắc chắn là đội kèo trên và chấp Olympiacos 1-1 trên 4 trái. Tỷ lệ tài xỉu League 2-3 trên 4 trái và giảm điểm ở cửa tài chót thấy trận này kèo tài là khả thi. Dự đoán kết quả Arsenal 2-1 Olympiacos.